Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ vẽ ra một mẫu tĩnh vật là một chiếc bình đất. Ở trong mẫu này của chúng ta thì chúng ta phải xác định đầu tiên đó là cái hướng sáng này. Hướng sáng nó sẽ là chiếu từ trên xuống góc tương đương với khoảng 45 độ gì đó. Khu vực sáng nhất sẽ là khu vực này. Vậy thì cái khối tổng thể chúng ta nó sẽ nằm ở đây, được chưa? Nó sẽ mạnh nhất ở đây. Ở đây nó sẽ có phản quang, ở khu vực này và bóng đổ ở đây. Đầu tiên thì chúng ta cũng cần phải xác định những cái tông màu, các hòa sắc chung cho cái mẫu này. Ở cái vậy thì nghĩa là chúng ta cần phải đi những cái sắc độ sáng trước. Sắc độ sáng ở đây. Tiếp mình sẽ đi một lượt màu nhạt. Ở cái màu chính của cái này đó chính là màu nâu đất. Số khu vực sáng nó sẽ ánh lên cái màu màu xanh. Vậy thì cái màu xanh và cái màu nâu này nó chính là hai cái màu mà sẽ nằm lại ở phía trên cùng. Thì ở đây với cái màu nâu thì mình sử dụng cái màu Pool Open Amber, Pool Amber của White Knight. Màu này là một màu mà nó sẽ khá là hay vì nó có hiệu ứng hạt. Hiệu ứng hạt nó hay là ở cái chỗ đó là khi chúng ta vẽ xong thì trên cái bề mặt chúng ta nó không phải là một cái, nghĩa là các cái hạt nó sẽ rõ lên, nó giống như một cái màng texture. Đây chúng ta nhớ là đến khi nào đến những khu vực sáng nhất hay những khu vực sáng thì chúng ta cũng cần phải để cho cái sắc độ của nó được sáng ở khu vực đấy. Ra tới những khu vực bên ngoài thì chúng ta phải sử dụng những khu vực sáng nhất, nghĩa là cái khu vực sáng tổng thể. Nằm trong khu vực sáng tổng thể chúng ta sẽ không để là màu trắng tinh mà chúng ta sẽ sử dụng màu lavender vào đây để nó tạo ra cái hiệu ứng màu sắc cho nó sâu hơn với cái mẫu này. Đây mình cũng cần phải xác định luôn từ đầu đó là cái sắc độ mà chúng ta định hướng tới, nó độ đậm chung của bài nó đến mức nào để mình chủ động hơn trong những cái bước đầu tiên này khi chúng ta xác định những cái màu sáng, bởi vì với màu nước thì chỉ có thể làm đậm lên thôi chứ không thể làm nó sáng ra được. Một số chỗ chúng ta có thể chừa lại một số các cái điểm sáng ở trên các chi tiết
dụ như cái chi tiết này là cái phần quai đó nó hiện nó nhô lên. Vậy chúng ta có thể là chừa lại cái phần sáng đó để làm cho cái hiệu ứng về không gian nó rõ hơn. Đây là khu vực phản quang này. Phản quang chúng ta sẽ đưa cái màu ultramarine vào mạnh hơn. Đây chúng ta sẽ thêm đen vào nâu chứ không sử dụng đen đột ngột ngay. Đây là sẽ có một phần bóng đổ này. Nhân cái lúc mà cái màu của ta nó đang còn ướt thì chúng ta sẽ đệm những màu đậm vào ngay.
màu đen nó cũng sẽ có những cái kiểu màu khác nhau, có những màu thì nhiều nhạt à, nhiều hạt hơn và nó không quá thẫm màu. Nhưng có nhiều loại màu thì nó sẽ nhiều hạt hơn để tạo hiệu ứng. Quan trọng nhất trong cái việc vẽ hiện thực đó là ánh sáng. Ánh sáng là cái mà chúng ta cần phải làm cho đúng. Phần bóng đổ cũng thế, chúng ta phải vẽ đầy đủ bóng đổ thì cái không gian của vật nó mới ra được cái hình thể, cái khối. Ta muốn blend thì chúng ta sẽ vuốt nhẹ nó ra, làm cho khối nó mềm hơn khi chuyển ra ngoài sáng. Đến khi chúng ta sử dụng một cái màu đen có hiệu ứng hạt thì chúng ta sẽ nhìn thấy những phần tối của nó. Khi chúng ta vẽ xong thì cái sắc độ của nó, các cái hạt màu nó sẽ tán ra và nó làm cho cái sắc độ trông nó có gì đấy, trông nó ảo hơn, nó không thực nhưng mà nó lại có vẻ dễ chịu hơn. Ở những khu vực đường biên giới như này thì mình sẽ hơi có xu hướng nhấn một chút để nhìn hình cho nó vững.
này chúng ta sẽ đi màu ở cái chỗ nhạt trước này. Sau đấy là sẽ đi ở phần đậm. Để cái màu ở phần đậm nó loang ra là vừa. Màu nước thì nó không quá khó nhưng cũng không phải là dễ nếu luyện tập đúng kỹ thuật và số lượng đủ thì chúng ta có thể rất nhanh tiến bộ nhưng cũng không quá nhanh đâu nhé. Đó, thì là chúng ta đã xong cái phần tổng thể về sắc độ, về ánh sáng. À, ở đây còn một phần nữa. Phần nhỏ nhỏ ở đây thôi. Để chốt được hình cho nó dễ thì chúng ta hãy làm cho bút của mình nó khô đi. Nó bớt nước đi thì khi mà chúng ta bôi thêm màu vào thì cái màu ở lớp dưới nó sẽ không bị mất kiểm soát, nó sẽ dễ kiểm soát hơn khi là việc là chúng ta sử dụng một cái bút nó quá nhiều nước, nó sẽ thêm nước vào giấy. Khi giấy của chúng ta nó quá nhiều nước thì nó sẽ rất khó để kiểm soát được. Đó, thì đây có thể là cái lớp layer đầu tiên là chúng ta có thể làm được. Sang đối với cái phần bóng đổ thì chúng ta sẽ làm bóng đổ nó tương đối là nhẹ nhàng thôi. Cần phải là cái gì bóng đổ nó quá là mạnh làm gì, bởi vì vật đối với cái những cái vật thể mà mang những cái sắc màu nó đã đậm rồi thì chúng ta đã làm bóng đổ nhạt thôi. Bóng đổ cũng không nên là chỉ có một màu. Sử dụng nhiều màu hơn để cho cái phần bóng đổ nó nhìn trông nó đặc sắc hơn một chút thôi. Tuy nhiên là trong bài này thì chúng ta nên nhớ rằng cái màu nâu và màu nâu vẫn là chủ đạo, sau đó đến một chút màu lam. Vậy thì cái những cái sắc độ đậm hay những cái sắc độ mà bị ảnh hưởng vật thể, ví dụ như cái phần bóng đổ này, thì chúng ta nên là
sẽ có cả phần màu của những cái màu ở trên vật nó hắt xuống, thì như vậy nó sẽ hay hơn. Đó, thì có thể đây sẽ là cái layer đầu tiên của chúng ta. Sau đó để cho cái chúng ta có thể tiếp tục được thì chúng ta sẽ cần xử lý một số các cái đối tượng nhỏ hơn, ví dụ như là những đối tượng như thế này, đúng không? Cái bề mặt của nó không thể nào phẳng như thế được, nó phải có những màu khác nữa. Thì chúng ta sẽ sử dụng những bút nhỏ hơn. Một sắc độ nhạt thôi. Để tạo ra cái bề mặt tự nhiên của nó. Đấy, thì trông nó sẽ đỡ nhàm hơn là một cái mặt phẳng không. Thì nhìn cái miệng của chúng ta nó sẽ có cái độ dày tốt hơn. Đó, chỉ cần mình thêm một chút chi tiết vào thôi là cái đối tượng của ta nó trông nó đã đẹp hơn rất nhiều rồi. Bây giờ bước tiếp theo của chúng ta nó chính là việc chúng ta làm sâu những cái mảng đậm lên. Bước này thì chúng ta phải làm sao đó để cái bút mình nó khô thôi. Đừng dùng bút ẩm quá. Bút ẩm quá nó sẽ làm cái màu bên dưới nó sẽ rất là khó kiểm soát. Bước này gần như là chúng ta đang đi chặn hình là chính. Tạo chi tiết là chính thôi. Nên là chúng ta đừng đừng cho nhiều nước quá. Nó sẽ rất là khó kiểm soát. Để đẩy sâu thêm khối thì chúng ta thường là nhấn. Có thể sử dụng cả kỹ thuật bút khô nữa. Ở đây cái phần sáng của đối tượng chúng ta cũng cần phải vẽ thêm này. Thêm cả đen và cả nâu này vào.
vẫn dựa trên nguyên tắc là cho một màu nó nhạt vào trước. Sau đó là mới bồi thêm màu đậm vào. Thêm màu dần vào, và chúng ta cũng phải để ý xem là đối tượng của mình ạ, là nó là bề mặt nó nhám hay là bề mặt nó nhẵn. Với đối tượng này thì bề mặt nó sẽ có phần hơi hơi sụt xì một chút, hơi nhám một chút. Vậy khi mình đưa nét vào, mình đừng đưa nó kiểu nó mượt quá thì nhìn nó không thật. Những khu vực cực đậm là những khu vực bóng đổ, chúng ta cũng sẽ nhấn vào. Trong cái bài này thì mình sử dụng là giấy Acet Vân Rock. Rock để cho cái hiệu ứng hạt nó có thể là rõ ràng hơn. Rõ ràng thì nó cũng góp phần làm cho cái đặc điểm của cái đối tượng này nó trở nên dễ hơn, bởi vì cái bề mặt chất liệu của nó là một bề mặt chất liệu mà chúng ta sẽ rất khó để có thể làm ra bằng kỹ thuật, mà thay vào đó chúng ta sử dụng giấy và màu phù hợp hơn thì nó đã dễ hơn rất nhiều rồi. Vì vậy để chúng ta có thể vẽ tốt được thì ngoài các kỹ thuật vẽ, chúng ta cũng cần phải hiểu về các cái vật dụng mà chúng ta sử dụng nữa. Đó, làm sao để nó sẽ thúc đẩy cái việc vẽ của chúng ta và nó cho cái việc vẽ của ta nó dễ hơn. Đó, làm sao để chúng ta dễ dàng hơn trong việc vẽ, nó là cái việc nên tìm hiểu. Lúc vẽ mà chúng ta càng đỡ và suy nghĩ thì cái việc vẽ nó sẽ càng mang tính thư giãn nhiều hơn. Và đừng bao giờ tự làm khó mình, đúng không? Làm công việc của mình nó càng dễ dàng hơn thì càng càng thích thôi.
chút, muốn mềm ra một chút chúng ta hãy blend nó ra. Mùa dịch này thì mọi người ở nhà mọi người có vẽ không? Vì cái thời điểm này cũng là một thời điểm lý tưởng để chúng ta rèn luyện, luyện tập. Chúng ta học hỏi nhiều hơn. Thì đây là cái cách để chúng ta vẽ những cái tĩnh vật có cái dạng như thế này, với một hướng sáng cố định và một đối tượng có khối rõ ràng thì chúng ta sẽ vẽ như thế. Hy vọng là video này sẽ giúp ích được gì đó cho mọi người trong cái việc luyện tập màu nước của mình. Và mọi người có một cái thắc mắc, một cái gì đó cần được giải đáp, mọi người có thể là viết dưới phần comment để mình có thể trả lời giải đáp cho mọi người. Ok, bye bye.